Phật sinh ra làm con phải biết hiếu thảo, mẹ cha sinh thành dưỡng dục ta lớn khôn, không quản ngại gian lao bao nắng sớm chiều, nguyện ghi sâu trong lòng công ơn nuôi dưỡng. Làm thuê nuôi mẹ. Đã xong rồi. À, được. Mẹ, mẹ xem. Con cá này lớn thật đó. À, mẹ, con cá này á, con đã câu rất lâu mới câu được đó mẹ. Cho nên con mới đặc biệt nấu canh cá chép đậu hũ cho mẹ. Con nóng mẹ uống đi, bồi bổ sức khỏe. Được. Ý, con trai, nghe lời của mẹ, ăn chung với mẹ đi. Mẹ, mẹ cũng biết con mà. Con ăn nhiều lắm đó. Con ăn món này được rồi. Nè, con trai. Bà con lại tiến cử con vào tấm gương hiếu thảo. Lần này con phải đi đó, phải giúp cho Giang gia nở mặt. Mẹ, đất trời bao la không lớn bằng tình mẹ. Vào tấm gương hiếu thảo, sau này con vẫn còn cơ hội. Mẹ đừng suy nghĩ nữa. Bây giờ mẹ mau ăn đi cho nóng, nếu không sẽ nguội hết đó. Được. Để. Này mẹ. Có chuyện rồi, quan binh tới rồi. Con trai à, con mau chạy đi. Tới, đỡ đây không có sao đâu. Con mau chạy đi. Mẹ đừng lo, đã có con ở đây. Không, con trai à, hiện nay binh mã loạn lạc, con cần phải giữ tính mạng, con mau chạy đi. Mẹ, có con ở đây, mẹ sẽ không có sao đâu. Trời, con chạy đi, mau chạy đi. Không. Mẹ, con đã hứa với cha, con không bao giờ bỏ rơi mẹ. Nếu như có đi, thì mẹ hãy đi chung với con đi. Con mau chạy đi, mẹ là người sắp chết rồi. Con đưa mẹ theo, sẽ liên lụy tới con. Con mau chạy đi. Mẹ đã vì con gần 10 tháng mang thai cực khổ, nỗi đau da thịt này, kiếp này hài nhi không báo đáp được hết. Mẹ, mẹ hãy tin con, mẹ hãy đi với con đi. Không, mẹ đã là người sắp chết rồi. Con vẫn theo mẹ, chỉ liên lụy con mà thôi. Bây giờ con mau chạy trốn đi. Mẹ, không kịp nữa rồi mẹ, mau. Mau chạy đi. Chạy lên, chạy lên. Mau chạy đi. Sắp tới rồi. Đứng lại cho ta. Chạy đi. Cha.
Nhanh lên làm cha sợ quá. Đứng lại, không được chạy. Con trai, bà bỏ mẹ xuống đi, con chạy trước đi. Không được, bỏ lại mẫu thân, một mình bỏ chạy, con còn mặt mũi nhìn ai nữa, sao con có ý nghĩa gì? Con trai, tội cho con quá. Mẹ, chúng ta sắp ra thành rồi, chắc là quan binh không đuổi tới đó đâu. Chúng ta ra ngoài thành tạm lánh đã. Mẹ ơi, chạy đi. Mẹ ơi. Con đừng sợ, không có sao đâu, đã có bà đây rồi. Đúng con ngoan quá. Sao vậy? Đúng rồi đó. Đừng có sợ nha. Khổ quá. Còn nước không? Cho tôi biết nước. Lượng người chết đói ngày càng nhiều, cũng không biết chịu đến bao lâu nữa. Nghe theo ý trời vậy. Mẹ. Mẹ. Gì nữa kìa? Mẹ. Có đồ ăn rồi nè. Trên đường phía trước có nhiều quả dại, còn hái được một ít. Nè, mẹ ăn đi. Chia một ít cho mọi người đi. Mẹ, mẹ cũng đói suốt mấy ngày rồi, mẹ mau ăn đi. Trời ơi, mẹ nói đem chia cho mọi người một ít đi. Hả? Nè, chúng ta tắt rồi. Mọi người ăn đi. Mọi người ăn đi. Cho tôi một ít đi. Chia nhau ăn nha. Đa tạ. Đa tạ. Đa tạ. Đa tạ. Con trai, con ăn đi. Hả? Dạ. Không sống rồi. Không sống rồi. Hả? Đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ muốn chiếm Lâm Tri, phóng hỏa đốt hết nhà cửa. Bọn họ không đi. Cái gì? Cái gì? Vậy chúng ta phải làm cái sao? Gì? Chúng ta phải làm bây sao giờ, đây? Bây giờ chỉ có một con đường mà thôi. Về Nam. Về Nam. Đúng. Chúng ta không thể đụng vào họ. Chúng ta cần phải tránh bọn họ. Còn ngân lượng của chúng tôi thì sao? Lão huynh, cái mạng quan trọng hay là ngân lượng quan trọng, huynh nói đi. Về Nam là đi tới đâu chứ? Đúng rồi, đi tới đâu? Đi đâu sao? Đúng rồi, đi tới đâu? Gia Cách, huynh là đại tài tử ở chỗ này, huynh hãy nghĩ cách giúp chúng tôi đi, có được không? Rồi đó. Nghĩ cách đi. Không thể kéo dài. Nếu chúng ta bị loạn binh bắt lại thì phải đi tòng quân. Lúc đó già trẻ trong nhà không có ai chăm sóc hết. Về Nam có lẽ đây là lựa chọn không tệ. Đúng. Về Nam. Về Nam. Về Nam. Thưa bà con. Đúng vậy. Ngay cả đại tài tử Giang Nam cũng nói về Nam. Chúng ta sẽ về Nam thôi. Đúng rồi. Đi. Nhanh lên. Đi thôi. Mà lên. Nhanh lên đi ha. Mẹ, con cổng mẹ. Đi không nổi nữa. Thôi mẹ không đi đâu. Con cổng mẹ theo sẽ liên lụy mọi người. Mẹ đã hứa với cha con, cho dù như thế nào cũng không để Giang Gia vô hậu. Mẹ, mẹ đã hứa với cha. Hài Nhi đâu phải chưa từng lập lời thề, phải luôn hiếu thảo với mẹ. Nếu như con không thể phụng dưỡng chăm sóc cho mẹ đến trăm tuổi già, thì con còn có mặt mũi nào đối diện với liệt tổ liệt tông của Giang Gia nữa chứ? Thật lòng mẹ không muốn liên lụy tới con đâu con trai à. Mẹ. Đứng dậy con trai. Mẹ. Đi. Từ từ thôi. À, ông chủ, cái lồng chim này bán. Mẹ, mẹ mệt không? Có mệt không con trai? Dạ không mệt. Mẹ, nhìn kìa. Ở đây không có loạn binh. Đúng vậy. Giải đẹp đấy. Con trai à, con nghỉ ngơi chút đi ha. Dạ. Con trai à, con mệt không? Mẹ, con không sao, con không mệt. Mẹ, có phải là mẹ đói rồi không? Không đói. Con đi tìm đồ ăn cho mẹ nha. Con trai, chúng ta vừa mới tới nơi này thôi, con định đi đâu tìm đây? Chúng ta ngồi nghỉ một chút rồi tranh thủ đi. Dạ không sao đâu, mẹ đợi con. Con sẽ về nhanh thôi. Được. Con sẽ về nhanh thôi. Nè, có chuyện gì? Bộ mụ rồi sao? Dám đụng đại ca ta, mụ bị đánh có phải không? Dạ tôi xin lỗi. Xin lỗi có ích gì? Đến tiền. Hai chị huynh đài à, tiểu đệ lần đầu tiên đến đây, người không mang gì, cũng không có mang tiền. Không tiền cũng được, làm việc cho ta, đợi đến khi trả hết tiền thì ta sẽ cho ngươi đi. Hai vị huynh đài đây có điều chưa biết, tôi và mẫu thân tôi từ Lâm Tri chạy nạn đến nơi này. Cộng thêm chân của mẫu thân tôi không được khỏe, nếu như tôi ở lại làm cho huynh, chỉ sợ là mẫu thân không có ai chăm sóc. Đừng có giả bộ, đường xa như vậy ngươi mà đưa bà ấy đi hả? Được chứ. Tôi Cách Nhi. Lâu rồi không gặp. Mẹ. Được. Hai vị tiểu ca, mẫu tử chúng tôi thật sự là chạy nạn đến đây, trong người không có đem theo tiền. Mẹ, mẹ đừng có lo. Mẹ cũng nghe rồi đó, hai vị huynh đài đây
muốn con ở lại làm việc cho họ, với lại còn có thể kiếm được tiền. Đây là mẹ ngươi sao? Nó là con trai của tôi. Đường rất là xa, hai người làm sao tới đây được? Tôi cõng mẹ của tôi suốt đoạn đường đến đây. Hiếu thảo như vậy, trời cũng động lòng. Nếu như chúng ta không giúp cho hắn, thì huynh đệ chúng ta đã quá vô tình. Huynh đệ cho hỏi, chúng tôi đã có ý định tìm một nơi cho hai mẹ con huynh tới sao? Có thật không? Đúng vậy. Giang mổ, đa tạ nhị vị huynh đài. Mời vào trong. Mẹ, xin mời. Nào, mẹ ngồi đây nha. Mẹ, con cũng mệt rồi. Căn phòng này tạm thời để trống, hơi đơn giản một chút, có sơ sót mong hai vị đừng chê. Không mau đa tạ ân công đi. Dạ. Giang Cách, đa tạ hai vị ân công. Tạ gì chứ, chẳng qua chỉ cho ở lại thôi. Huynh không quen nơi này, làm sao kiếm tiền nuôi mẹ được. Hay là làm công cho tôi đi, huynh thấy được không? Vậy thì quá tốt. Như vậy không chỉ có thể kiếm được tiền, ngoài ra còn có nơi cho mẹ của tôi ở nữa. Đa tạ hai vị ân công. Xin hỏi khách quan đây mua gì? Huynh đệ lấy 10 cân gạo thơm. Dạ. Làm gì kiểu gì vậy hả? Ông chủ, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Đúng là vô dụng mà. Mau ăn đi. Mẹ sắp đi gặp cha của con rồi. Con đó không cần phải lãng phí với mẹ như vậy đâu. Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Con chỉ có một người mẹ, không hiếu thảo với mẹ thì con hiếu thảo với ai đây? Con đó mẹ thì hết cách với con rồi. Nè, ăn chung với mẹ. Dạ, đi. Mẹ, mẹ ăn đi. Ê, con. Dạ. Trai, con ra ngoài làm việc không cực khổ gì đó chứ? Dạ không có, không có cực. Không có là tốt. Ông chủ à, ông có thể trả tiền công của tháng này cho tôi có được không? Hả? Không phải đã trả rồi sao? Mẹ tôi tuổi già sức yếu nên tôi muốn lãnh lương, mời một lang trung xem bệnh cho mẹ. Không có. Ông chủ à, tôi thực sự cần tiền chữa bệnh cho mẹ. Ông làm ơn đi. Nè, hai người có chuyện gì? Ê, bà chủ Phan, tới mua gạo hả? Giang Cách, cậu có chuyện gì vậy? Nói chuyện đi, có chuyện gì thì cậu cứ nói. Mẹ tôi đổ bệnh rồi, tôi muốn lãnh lương để chữa bệnh cho mẹ. Nè ông chủ, ông lại thiếu tiền công của người ta sao? Làm gì có, đâu có đâu. Không có, tôi không rõ cái tật của ông sao? Tôi làm việc lãnh lương đó là chuyện hợp lẽ trời. Người ta lấy tiền đó để chữa bệnh cho mẹ người ta. Số tiền như vậy mà ông cũng nợ được. Ông không sợ bị trời đánh hay sao? Ê trời ơi, không có, thật sự không có mà. Ê, làm gì vậy? Tránh ra, hôm nay tôi quyết định. Nè, ba Giang Cách, ông ta thiếu cậu bao nhiêu tiền? Không có bao nhiêu hết, không có bao nhiêu hết á. Ê, nói nhiều làm gì? Nè. Ê, có đủ không? Đủ rồi, đủ rồi. Nếu như ông ta còn làm khó cậu, cậu cứ đến tìm tỷ tỷ. Mau lấy tiền mời lăng trung xem bệnh cho mẹ đi. Dạ. Mời quan khán giả. Dạ, Giang Cách. Dạ, bà chủ Phan.
Cậu nhìn cậu đi, chỉ chăm lo cho mẫu thân, có dáng vẻ tiều tụy của cậu kìa. Dạ tôi không sao đâu. Cầm lấy đi. Không, như vậy đâu có được. Lúc nãy bà chủ đã giúp tôi rất nhiều. Cầm đi, mang hài mới sẽ thấy thoải mái hơn, còn hiếu thảo với mẹ nữa. Mau về nhà đi, xem mẹ cậu thế nào. Bên đây. Dạ, đa tạ bà. Dễ đẹp công tử ơi. Nếu như mình có được cậu con trai như vậy thì tốt biết mấy. Mẹ, đây, mẹ uống thuốc đi. Mẹ, mẹ thấy sao rồi? Con trai, mẹ thấy không ổn rồi. Con đừng phí công sức với mẹ nữa. Mẹ, mẹ đừng có nói vậy. Lan Trung đã nói, bệnh của mẹ không có gì nghiêm trọng, uống thuốc là sẽ khỏi mà. Suốt mấy ngày nay, mẹ thường hay nằm mơ, mơ thấy cha của con. Xem ra thì mẹ sắp đi gặp cha của con rồi. Con sắp trút khỏi gánh nặng này rồi đó. Mẹ, không thể như vậy được. Cũng tại Hài Nhi bất hiếu. Con ngốc quá, con đã hiếu thảo lắm rồi. Tuổi thọ của mẹ đã tận rồi. Bệnh của mẹ, trong lòng mẹ hiểu rõ. Sống không lâu nữa. Dạ không, tại vì Hài Nhi bất hiếu, mẹ mơ được gặp cha là bởi vì mẹ nhớ nhà thôi. Đợi Hài Nhi tiết kiệm đủ tiền thì Hài Nhi sẽ đưa mẹ về nhà nhé. Về nhà? Dạ phải, trở về nhà của chúng ta. Được. Mua vô. Cái kẹp này đẹp lắm nè. Vũ Vinh Đài à, mua kẹp này nha. Kẹp đây. Xin mời mua vô. Giáo cũng lạ, cô cũng lạ. Đang cách ở Lâm Thiên kỳ lạ nhất là đại lý tử trong thiên hạ, nhưng không có tiền liền muốn của ông. Giáo cũng lạ, cô cũng lạ. Đang cách ở Lâm Thiên kỳ lạ nhất là đại lý tử trong thiên hạ, nhưng không có tiền liền muốn của ông. Nhớ ghé nữa nha. Không có tiền mua hài mới, vô dụng thiệt đó. Theo tôi thấy, huynh ấy cũng không có tiền mua kẹo luôn. Các tiểu huynh đệ, tôi muốn hỏi các đệ câu này. Các đệ nghĩ xem, khi các đệ lấy tiền đi mua đồ, có nghĩ đến cha mẹ của mình hay không? Cha mẹ sao vậy? Sao phải hiểu? Sao phải nghĩ đến? Nè, thử nghĩ mà xem. Cha mẹ của các đệ sinh ra các đệ, nuôi các đệ lớn lên. Nếu như các đệ không nghe lời, nếu như không hiếu thảo, các đệ có xứng đáng là con không? Không hiểu. Bảo đảm phu quân cô sẽ mặc rất thoải mái. Được. Đây, lần sau ghé. Cải xanh đi. Trăng cài tóc. Bà chủ Phan, dọn hàng sao? Giãn cách. Nào, tôi sẽ dọn hàng giúp bà. Không cần đâu. Cứ để cho tôi dọn. Không sao đâu. Giang Cách, nè. Dạ. Cầm lấy, lấy mua đồ cho mẹ cậu. Bà chủ Phan à, tôi không nhận số tiền này đâu. Tôi thật sự không thể nhận được đâu. Bà chủ Phan à, tôi thật sự không thể nhận được. Bà cất lại đi, tôi phải về nhà. Tiệm gạo. Cái gì? Cậu muốn đi hả? Mẹ già nhớ quê, hiện tuổi đã cao, cho nên tôi không thể không đi. Cậu đi thì tiệm tôi làm sao đây? Việc kinh doanh vừa mới khởi sắc mà. Ông chủ à, người ta là đứa con hiếu thảo, ông thanh toán đi. Thôi được rồi, chỉ có nhiêu thôi. Nè ông. Bà chủ Phan à, thôi bỏ đi.
Chỉ có nhiêu đó tiền, làm sao đủ về quê? Chỉ cần đủ cho mẹ ăn uống, sớm ngày về nhà, cho dù tôi có chịu khổ thì cũng không sao. Nè, cậu tới phía trước đợi tôi. Được. Giang Khách. Bà chủ Phan. Tặng cho cậu cái này. Như vậy làm sao được? Cậu cõng mẹ đi xa chắc chắn sẽ rất mệt. Với lại có xe này, mẹ của cậu cũng sẽ đỡ mệt mỏi hơn. Giang Cách thay mẹ tạ ơn ân công. Cậu làm cái gì vậy? Mau đứng dậy đi. Ân công có ơn với Giang Cách, Giang Cách không có gì báo đáp hết. Đứng dậy đi. Giang Cách, tôi cũng đã là mẹ. Tôi cũng từng gần 10 tháng mang thai vất vả. Có đứa con hiếu thảo giống như cậu, đó là phước báo kiếp trước của mẹ cậu. Chăm sóc mẹ cho thật tốt. Giang Cách, xin đa tạ ân công. Ân công, xin hãy bảo trọng. Mẹ, mẹ xem quê nhà vẫn đẹp và náo nhiệt như trước đây. Đúng vậy, quê nhà vẫn tốt hơn hết. Ê, con trai à, về nhà đúng là tốt quá. Dạ phải, về nhà là tốt nhất. Con có mệt không? Dạ không mệt. Dừng lại. Cậu chính là Giãn Cách. Dạ đúng là tại hạ. Các vị hương thân, hôm nay Giang Cách đưa mẹ trở về nhà, tấm lòng hiếu thảo ai ai cũng biết. Bọn thái quý muốn tiến cử hắn vào triều làm quan, tạo phúc cho thiên hạ. Các vị cảm thấy thế nào? Hay, hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm. Đại nhân, xin thứ cho tại hạ được từ chối chuyện này. Ồ, tại sao vậy? Có câu cha mẹ còn, không được đi xa. Đại nhân, ngài cũng nhìn thấy rồi, mẫu thân của tôi chân không được khỏe, tuổi tác cũng đã cao. Nếu như Giang mẫu bị danh lợi bủa vây, không phải là phụ ân dưỡng dục của cha mẹ đối với tôi rồi hay sao? Cách Nhi, mẹ, xin mẹ đừng nói nữa. Cách Nhi kiên quyết từ chối chuyện này. Đứa con hiếu thảo, ta vô cùng khâm phục cậu, ta hứa với cậu. Nhưng hôm nay xin các vị hương thân đứng tại đây làm chứng, ngày sau nếu mẹ cậu ấy trăm tuổi già, cậu phải hứa với ta nhập sĩ bảo quốc an bang. Giang mổ, xin ghi nhớ lời đại nhân. Đại nhân, xin cáo từ. Mẹ à, nào uống thuốc đi mẹ. À, xuống. Con trai, cuộc đời của mẹ khổ đã nhiều rồi, phước cũng được hưởng. Đợi sau khi mẹ trăm tuổi già, con phải nhớ
không được để tang cho mẹ. Phải vì bá tánh làm chút chuyện gì đó để mẹ ở trên trời cũng cảm thấy yên lòng nhắm mắt. Mẹ, có câu là phước nương tựa vào quả. Cha con ra đi, chân của mẹ cũng không nghe lời. Suốt bao năm qua, có đôi lúc mẹ cũng muốn chết đi. Chỉ có điều không muốn xa con thôi. Mẹ, là do Hà Nhi bất hiếu. Không, không ngờ mẹ lại có phước như vậy. May mắn có được một đứa con hiếu thảo và hiểu chuyện giống như con, luôn ở bên cạnh mẹ, tận tình chăm sóc. Con vì mẹ sớm hôn cực khổ, vì mẹ mới cực khổ như vậy. Mẹ, đã 10 năm trời không hề thay đổi. Con trai đã khiến con chịu khổ rồi, con vất vả rồi. Mẹ, mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Con trai hiếu thảo với mẹ, đó là chuyện hợp với lẽ trời mà mẹ. Nhưng mẹ đã chiếm quá nhiều thời gian của con, mẹ mãn nguyện rồi. Là nam nhi chí tại bốn phương, con trai con cần phải ra ngoài tạo phúc cho bá tánh trong thiên hạ. Không, Hà Nhi phải ở bên cạnh mẹ, suốt đời này ở bên cạnh của mẹ. Con không đi đâu hết, suốt đời này con muốn ở bên cạnh mẹ. Con ngốc lắm, con và mẹ thuộc hai thế hệ, sao có thể là suốt đời được. Mẹ, mẹ, con ơi. Linh dị gia mẫu. Mẹ, con mời mẹ dùng. Mẹ, con mời mẹ ăn cơm. Ăn đi mẹ. Mẹ à, mẹ có biết gì không? Con của Lưu Đại Nương ở thôn Đông đó mẹ, ở tiền tuyến chống lại Hung Nô, lập được công lớn, bây giờ đã được thăng chức rồi đó mẹ. Còn con trai của Ngũ Thúc ở nhà bên cạnh mình nè, hiện đã kết hôn sinh con rồi. Hai vị là Giang Hiếu Liêm? À không, phải gọi là Giang Đại Nhân. Sao lại nói như vậy? Các hạ đã được triều đình phong là giáng sứ đại phu, bổng lộc 500 thạch. Chúc mừng Giang Đại Nhân, còn không mau phụng chỉ. Tại hạ khó lòng phụng mệnh. Giang Đại Nhân, tại sao lại nói như vậy? Thứ nhất, tôi phải để tang mẹ tôi 3 năm, thời hạn chưa hết. Thứ hai, mẹ bệnh qua đời,
chính là lỗi của tôi. Người đang mang trọng tội, làm sao tận trung với triều đình đây? Ý tốt của triều đình, gian cách này xin nhận lấy. Xin hồi đáp triều đình rằng tôi không thể tiếp chỉ. Đúng là một người cứng đầu. Dùng Sơn Đông này ai không biết cậu là một người con hiếu thảo. Cậu đã tận hiếu rồi, tại sao vẫn cố chấp không chịu phụng chỉ? Đại nhân đây có điều chưa biết. Cố mẫu tôi đã rất vất vả để sinh ra gian cách này. Còn gian cách tôi chỉ để tang mẹ trong 3 năm, mục đích là muốn chuộc tội hối lỗi. Mong ước này mong được triều đình tác thành cho. Được rồi, chúng tôi trở về bẩm báo triều đình. 3 năm sau. Gian cách thay mẹ trả lễ. Thái úy đại nhân, sao ngài lại... Gian cách, cậu muốn hỏi ta tại sao lại ở đây à? Học trò không dám. Tấm lòng hiếu thảo của cậu đã nổi tiếng khắp Sơn Đông này. Lão phu đang rất muốn xem sự hiếu thảo của cậu ở đâu. Đại nhân, gian cách để tang cho mẹ, không dám khoe khoang. Giỏi cho không dám. Cậu luôn miệng nói hiếu thảo với mẹ, khư khư giữ danh tiếng tốt này, cậu có biết tội không? Xin đại nhân chỉ dạy cho. Lão phu nghe nói Lệnh Đường đã mất sớm, đến 100 tuổi già, muốn cậu xuất sơn báo đáp đất nước. Cậu giờ hay rồi, không nghe theo di mệnh của mẹ. Đã kiên quyết để tang mẹ 3 năm, không những chỉ lệnh của triều đình, khư khư giữ lấy danh tiếng, bỏ mặt bá tánh thiên hạ không lo. Ý chí nam nhi của cậu, tấm lòng hiếu đạo báo đáp thiên hạ đi đâu rồi? Đại nhân, gian mổ, thật sự gian mổ. Cái nào nặng nhẹ trong lòng cậu biết rõ. Chiếu lệnh tại đây, cậu hãy suy nghĩ kỹ đi. Triều đình hiện giờ đang cần có người tài giúp sức. Lệnh Đường trên trời lệnh thiên chắc chắn cũng hiểu được điều này. Giang mổ tiếp nhận chỉ lệnh. Giang đại nhân có ý gì chứ? Chúng ta đem lễ vật đến để chúc mừng, nhưng mà không thấy ông ta đâu hết. Đúng là không coi chúng ta ra gì mà. Đúng vậy. Tư tưởng trưởng sử cai quản phủ khối triều đình, một mảnh đất màu mỡ, đương nhiên sẽ không coi chúng ta ra gì. Tôi thì không tin con người này lại sạch sẽ đến như vậy, liêm khiết như vậy. Ai mà biết được. Chúng ta tới rồi thì cứ chờ một chút thôi. Được, để thêm chút nữa. Giang đại nhân đến. Giang đại nhân. Các vị hôm nay tới đây chúc mừng Giang mổ thăng chức. Giang mổ nhận tấm lòng. Nhưng mà Giang mổ có một chuyện này muốn nói với các vị. Giang mổ đã từ quan rồi. Tại sao vậy Giang đại nhân? Đang làm rất tốt mà, tại sao lại từ quan chứ? Thật ra hôm nay các vị tới chúc mừng là do Giang mổ đang cai quản phủ khố triều đình, có phải không? Mục đích muốn được lợi trong đó. Nếu như Giang mổ hùa với các vị làm chuyện sai trái này, không màng tới lợi ích của triều đình, phụ lại tấm lòng của bá tánh, hiện nay bổng lộc của các vị nhận vào hàng năm đều đến từ xương máu của lê dân trong thiên hạ. Giang mổ thật sự không nhẫn tâm nhìn thấy các vị ngang nhiên bóc lột bá tánh, xem thường dương pháp. Các vị hãy bảo trọng. Giang mổ cáo từ. Sao chuyện này ông ta nói vậy là sao chứ? Bộ muốn từ quan là từ hả? Sao ông ta nói từ quan là từ ngay vậy? Đúng rồi, còn ra thể thống gì? Tham kiến thái úy đại nhân. Bổng lộc triều đình đó là công sức của bá tánh. Gian cách là người cương trực, nên cũng muốn hộ cùng các người làm những chuyện trái đạo, tham ô hối lộ. Nếu may mắn giữ được cái mạng, suốt đời phải mang tiếng xấu. Phụ mẫu huynh đệ các người, tỉ mũi thân thiết, còn mặt mũi nào dám nhìn ai nữa? Bẩm đại nhân, hạ quan biết sai rồi, xin đại nhân thứ tội.
Hoàng thượng hạ chiếu. Hôm nay các vị ở đây phải có trách nhiệm mời Giang Cách trở về. Giang Cách về là tốt. Nếu như Giang Cách không chịu trở về, các ông cùng Giang Cách về quê làm ruộng đi. Chuyện sao? Còn không đi mau. Dạ. Giang Cách dùng hành động của mình giáo huấn Đồng Liêu. Hoàng đế rất ngưỡng mộ phẩm chất của Giang Cách. Tuy Giang Cách đã từ quan, triều đình vẫn cung ứng bổng lộc suốt đời cho ông. Bởi vì lòng hiếu thảo của Giang Cách là tấm gương cho thiên hạ. Thank you.
Ami Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.